này rất là giòn luôn. Ok ha. Mến chào tất cả anh chị trên cả nước nha. Hôm nay vườn em tiếp tục lại chín một số cái trái mận đường xanh Sóc Trăng nữa anh chị. Thì hôm nay cũng tối rồi nhưng mà hái vào đây thì quay chia sẻ anh chị mình luôn ha. Thì rất nhiều video trước em đã đi vườn cũng như là hái những cái trái thực tế ở tại cây luôn, và hôm nay sẽ ăn cũng như là ăn ăn tiếp tục ăn để cho anh chị mình xem. Anh chị nào mà chưa xem thì cứ xem ha. Đây, cái trái này là em đã cắt ra nè anh chị. Cái đít nó hồng như thế này nha. Đó, cái đít nó hồng đỏ như thế này là bắt đầu nó chín nha anh chị. Thì đối với cái giống mận đường xanh Sóc Trăng này á thì chắc chắn anh chị mình cũng biết xuất xứ là ở đâu rồi. Thì từ ở cái tên gọi thôi anh chị mình đã biết được là xuất xứ của nó ở là Sóc Trăng rồi. Giống này là em lấy bên Sóc Trăng về để nhân giống nha anh chị. Rồi ok. Đó, anh chị mình thấy ha, rất là ngon nha, giòn. Giòn lắm anh chị. Anh chị mình nếu mà có điều kiện đến được Chợ Lách Bến Tre, đến trực tiếp trại giống bên em sẽ cho anh chị mình trải nghiệm cái trái này như thế nào nha. Tại hiện tại thì bên em có tầm khoảng là mười mấy cây nó đang cho trái chiền anh chị, nhưng mà cũng đứt trái nha anh chị. Nó cho một đợt khoảng tầm 3 4 ngày, 4 5 ngày chín nhiều, bắt đầu là nó sẽ ngưng khoảng 3 4 ngày rồi sau đó sẽ lại có chín tiếp. Thì anh chị nào mà đến ngay cái lúc mà đang có trái chín như thế này mình ăn thử, còn không thì mình cứ tham quan xem cái độ đậu trái, cái chuẩn giống như thế nào. Thì đối với cái dòng mận đường xanh Sóc Trăng á, khi mà nhỏ cái trái nó cũng đã lên hồng như thế này rồi nha anh chị. À, bây giờ em sẽ ăn thử nha. Đó anh chị mình tí em quay gần cho anh chị mình xem. Nó hồng á, nó hồng nó lên trên cái phần này luôn, nó lên gân ở trên đây luôn nha anh chị, chứ không phải là hồng ở phần đít này không nha. Có nhiều cái trái mà nó đón được nhiều ánh nắng anh chị, nó sẽ lên đỏ lên tới đây luôn. Nè, anh chị mình thấy trái này nè, đỏ đỏ ngưỡng đỏ nè. Cái đợt này anh chị em đi phân nó chuẩn hơn nữa, đợt này rất là giòn luôn. Ok ha. Đúng rồi, giống mận mà mắc nhất miền Tây là đúng rồi anh chị. Hiện tại giống mận này á, tại vườn nha anh chị, là giá là 80 ngàn một ký tại Sóc Trăng nha. Dao động từ 80 cho tới 100 ngàn một ký. Nếu mà anh chị mình quen biết anh chị mới có thể mua được. Em nghe nói như vậy thôi chứ thật sự em cũng không biết, tại vì nhà em đã có rồi anh chị. Đây có trái ở đây. Thì anh chị nào đến thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình ăn thử thôi. Tí quay gần cho anh chị mình xem cái trái này như thế nào nha. Giòn anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay gần hơn, chi tiết hơn để cho anh chị mình xem nó kỹ hơn nha. Lúc nãy thì quay hơi xa anh chị mình thấy nó chưa có rõ nha. Bây giờ quay gần nè anh chị. Đó cái trái này ha. Cái trái lên cho anh chị mình xem nè. Đó cái đít nó đỏ này hay không chị. Đặc biệt cái dòng mận đường xanh Sóc Trăng này á, là cái đặc điểm nhận dạng dễ biết nhất của nó là cái khi mà mang trái như thế này nha anh chị. Ha. 6 tháng là cây đã cho trái rồi nên anh chị mình yên tâm ha. Anh chị mình thấy cái gân nó lên nè ha, ửng ửng hồng nè anh chị. Qua video thì anh chị mình sẽ khó thấy hơn, ở ngoài anh chị mình dễ thấy hơn, ửng hồng lên trên cái đường này nè. Đó anh chị mình thấy hơi phớt hồng lên trên nè. Là càng hồng lên như thế này thì cái trái nó càng giòn và càng chín nha anh chị, càng ngọt ha. Đó anh chị mình thấy ha, bóc cho anh chị một trái khác nè. Đây, đít nè, chuẩn giống anh chị. Lên gân đường nè, nó bong bong anh chị quay sắc nét vô cho anh chị mình xem ha. Từ từ cho anh chị mình tham khảo nha. Đối với anh chị nào mà không có đến được trực tiếp trại giống, anh chị mình cứ xem qua bên video của em nha. Video em chính chủ nha anh chị. Em là trại cây giống Nguyễn Văn Phúc ha, ở Chợ Lách Bến Tre. Anh chị mình có thể search trên Google hoặc là anh chị mình lên là thấy bên em ha. Đó anh chị mình thấy nè, cái trái nè. Cực kỳ không? Đẹp, trái này ngọt lắm nè anh chị. Lên hồng nè anh chị mình thấy ha. Trên video anh chị thấy cũng khá là rõ nè. Đó, hồng hồng nè. Tại vì có nhiều trái nó lên hồng rất là ít anh chị, mình qua cái video quay nó không có cái màu lên không có đúng anh chị. Ở ngoài mình nhìn nó cái màu nó tươi hơn rất là nhiều. Và hôm nay em quay cũng ban đêm nữa nên thấy nó cũng không được rõ lắm nha anh chị. Đó, quay sơ lược cho anh chị mình xem nha. Rồi ok, anh chị nào mà có nhu cầu tìm mua cái dòng mận này thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em nha. Bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình cây giống chuẩn và chất lượng nha. Bên em sẽ có những cây trôi, cây lỡ và những cây cả cây giống luôn. Có những cây cao tầm 3 mét mấy, 4 mét cũng có anh chị. Và những cây bề hoành nó tầm khoảng
40 50 bên em vẫn có nha anh chị, nên anh chị mình cứ inbox bên em sẽ có đáp ứng tất cả các nhu cầu cho tất cả anh chị mình luôn nha. Đây ha, xem kỹ lại giúp em ha. Cái mẫu trái của giống mận đường xanh Sóc Trăng bên Trà Giống bên em đang cung cấp cái thị trường nha anh chị. Cây bố mẹ này thì trồng ở tại Chợ Lách Bến Tre luôn, nên anh chị mình đến trực tiếp cứ tham quan. Anh chị nào mà ưng thấy chốt được chuẩn giống thì anh chị mình cứ xuống tiền. Còn anh chị nào mà cảm thấy là cái giống này nó còn một số khúc mắc gì đó thì anh chị mình cứ tư vấn, bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình tư vấn miễn phí ha. Ok anh chị, trái đã không?